Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Say TV. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một tin cực khẩn cấp. Việt Nam tóm sống vũ khí quân sự giám sát Biển Đông của Trung Quốc, tiết lộ sự thật khủng khiếp. Và 4 năm trước, Trung Quốc bắt được một phương tiện không người lái dưới nước của Mỹ. Trung Quốc sau đó chỉ trích Mỹ vì hoạt động do thám Biển Đông đang có tranh chấp. Hiện tại thì cục diện đã thay đổi. Nước láng giềng Biển Đông của Trung Quốc là Việt Nam không chỉ bắt được một mà là 3 phương tiện không người lái dưới nước của Trung Quốc. Phương tiện không người lái dưới nước mới nhất của Trung Quốc được phát hiện gần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là tháng 12 năm ngoái. Phương tiện không người lái dưới nước Việt Nam vừa phát hiện thuộc về Trung Quốc với dòng chữ Viện Tự động Hóa Học Viện Khoa học Trung Quốc Thẩm Dương, Việt Nam đang kiểm tra thiết bị này. Điều đặc biệt quan trọng là phương tiện không người lái dưới nước Trung Quốc được phát hiện ở eo biển Triton, nơi Trung Quốc có thể triển khai tàu ngầm từ Biển Đông tới Ấn Độ Dương. Phương tiện không người lái dưới nước của Trung Quốc sử dụng sóng âm để đo độ nông sâu của đáy biển. Chúng cũng được trang bị các cảm biến để thăm dò nhiệt độ nước biển và tốc độ trên âm thanh. Nếu xảy ra xung đột, bằng các phương tiện không người lái dưới nước đã triển khai, Trung Quốc có thể đưa tàu ngầm di chuyển qua lại liên tục giữa Biển Đông và Ấn Độ Dương mà không gặp bất trắc. Phương tiện không người lái dưới nước là loại robot hiện đại. Chúng di chuyển lặng lẽ dưới đáy đại dương và do độ mặn, độ đục, nồng độ oxy trong nước biển và thu lại dữ liệu. Phương tiện không người lái dưới nước không cần người điều khiển. Hải quân nhiều nước trên thế giới thường sử dụng phương tiện không người lái dưới nước để dò đường trước khi triển khai tàu ngầm hoặc hạm đội hải quân. Sự hiện diện của phương tiện không người lái dưới nước cho thấy Trung Quốc đã triển khai tàu ngầm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thông tin tình báo và cải thiện khả năng tác chiến của tàu ngầm trên Biển Đông là những gì Trung Quốc mong đợi. Không chỉ ở Biển Đông, Trung Quốc còn có tham vọng vươn tầm ảnh hưởng quân sự ra cả Ấn Độ Dương. Timothy Health, chuyên gia an ninh tại công ty phân tích Strand Mỹ nhận xét, nếu xảy ra xung đột quân sự, việc hiểu rõ môi trường hàng hải ở các eo biển quan trọng như Sundai cho phép hải quân Trung Quốc hoạt động hiệu quả hơn khi đối phó với tàu ngầm, mìn nước của đối thủ. Ông Davis nhận xét, theo các chuyên gia, bằng việc trải nhiều phương tiện không người lái dưới nước ở Biển Đông, Trung Quốc cũng muốn thể hiện rằng công nghệ chế tạo phương tiện không người lái dưới nước của nước này hiện đại không kém gì phương tiện không người lái dưới nước Orca của Mỹ. Hạ lệnh tấn công ngay và luôn, Tổng thống Biden không nói đùa, Mỹ thử vũ khí để xử đẹp Trung Quốc. Các hành động đe dọa của Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ đã nằm trong tầm ngắm của Bộ Quốc phòng Mỹ từ nhiều năm nay và Lầu Năm Góc luôn sẵn sàng tham chiến bất cứ khi nào cần thiết. Trong cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng John Hiten cho biết các chỉ huy quân sự Lầu Năm Góc có đầy đủ quyền hành để tấn công và hủy diệt các tàu chiến và vũ khí tấn công của Trung Quốc nếu cần thiết. Tuyên bố này của tướng Hiten được đưa ra sau khi Tổng thống Biden nói rằng ông đã ra lệnh cho lực lượng hải quân nước này được phép khai hỏa tiêu diệt bất cứ tàu chiến nào của Trung Quốc quấy nhiễu các tàu hải quân Mỹ trên biển. Tôi đã ra lệnh cho hải quân Mỹ tiêu diệt và phá hủy bất kỳ tàu chiến Trung Quốc nào nếu họ dám quấy nhiễu tàu của chúng tôi trên biển. Tổng thống Biden tuyên bố trên Twitter cá nhân, những lời cảnh báo đánh thép đến từ các quan chức cấp cao Mỹ được xem là một thông điệp rõ ràng gửi tới Trung Quốc rằng Tehran đừng tìm cách lợi dụng việc Washington đang bận mãi với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 mà manh động. Quân đội Mỹ luôn sẵn sàng tham chiến bất cứ khi nào cần thiết. Các hành động đe dọa của Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ đã nằm trong tầm ngắm của Lầu Năm Góc từ nhiều năm nay, khi Tehran liên tục sử dụng những biên đội tàu cao tốc tấn công nhanh để uy hiếp lực lượng quân sự Mỹ hiện diện ở nơi đây. Mọi chỉ huy quân sự Mỹ triển khai tại khu vực đều có khả năng thực thi mệnh lệnh của Tổng thống. Tướng Hiten nhấn mạnh khi đề cập tới nội dung, ông Biden đăng tải trên tài khoản Twitter về việc phá hủy các tàu chiến Trung Quốc. Để làm điều đó, quân đội Mỹ không hề thiếu các vũ khí đáp trả. Loại đầu tiên mà Hải quân Mỹ có thể sử dụng là súng cỡ nòng 5 inch gắn trên boong tàu hiện đang trang bị cho cả tàu tuần dương và tàu khu trục. Chúng có thể bao quát mọi khu vực bằng các loại đạn sát thương trong phạm vi 12 km. Cùng với đó, các tàu chiến mặt nước, tàu đổ bộ, tàu tác chiến duyên hải và tàu sân bay Hải quân Mỹ còn được trang bị nhiều loại pháo cũng như tên lửa đánh chặn gắn trên boong. Chẳng hạn như các tàu chiến mặt nước Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống phòng thủ tầm gần, cực gần, có thể bắn khoảng 4.500 viên đạn trên phút. Ban đầu vũ khí này được thiết kế để chống trả máy bay không người lái, tên lửa và trực thăng, nhưng những năm gần đây nó đã được nâng cấp lên biến thể 1B chuyên dùng để tác chiến chống tàu mặt nước. Điều này có nghĩa là hệ thống phòng thủ tầm cực gần hoàn toàn đủ khả năng phá hủy các tàu tấn công nhanh theo kiểu chiến thuật kiểu bầy đàn của Trung Quốc. Hệ thống phòng thủ tầm cực gần được kết nối với radar,
hệ thống chỉ huy và điều khiển đặt trên tàu nên có thể nhanh chóng kích hoạt một khi tàu chủ bị tấn công. Hệ thống phòng thủ tầm cực gần thường được xem là phòng tuyến cuối cùng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của tàu chiến Hải quân Mỹ. Nhiều gồm loại vũ khí khác nữa như tên lửa đánh chặn tầm xa SM-3 hay tên lửa phòng thủ tấn công tầm gần SM-6. Ngoài ra, rất nhiều tàu chiến Hải quân Mỹ còn được vũ trang biển thị nâng cấp của tên lửa Evergreen Sea Sparrow Block 2, loại vũ khí có đầu dò và hệ thống dẫn đường tiên tiến có khả năng tiêu diệt các tên lửa hành trình chống hạm bay bám mặt biển. Đó là chưa kể đến các khả năng tác chiến điện tử và vũ khí laser mà Hải quân đang trang bị cho tàu chiến trong những năm gần đây. Trò hai mặt của Trung Quốc trên Biển Đông. Những ngày qua, một mặt không ngừng giao giảng về thiện chí hòa bình ở Biển Đông, Trung Quốc đồng thời cũng tiếp tục đẩy mạnh tăng cường đe dọa quân sự ở vùng biển này. Ngày 29 tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng tin có tựa đề đầy hùng hổ: chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc dội mưa hàng ngàn viên đạn trong cuộc tập trận Biển Đông, đe dọa quân sự. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Hải quân Trung Quốc đã thông báo tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông gần đây. Tham gia tập trận có sự tham gia của một lữ đoàn không quân trực thuộc Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc với nhiều máy bay cường kích CH-7 để phi công tăng cường khả năng tấn công chính xác và tấn công biển. Các máy bay chiến đấu đã bắn hàng ngàn viên đạn vào mục tiêu trên biển. Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ vị trí chi tiết ở Biển Đông mà các chiến đấu cơ tham gia tập trận. Thông báo trên được đưa ra sau khi hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ thông báo khu trục hạm USS Corvette Wilbur đặt đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép nhằm thách thức yêu sách phi lý của Bắc Kinh. Chính vì thế, thông tin cuộc tập trận có thể là nhằm đe dọa các hoạt động của Hải quân Mỹ tại đây. Không những vậy, đó còn là thông điệp của Bắc Kinh nhằm thể uy sức mạnh tấn công ở vùng biển này. Nói một đằng là một nẻo. Các thực tế trên hoàn toàn trái ngược với điều mà Bắc Kinh đang ra sức giao giảng về thành ý của họ trong việc hợp tác đảm bảo hòa bình và an ninh cho Biển Đông. Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc gia của Trung Quốc về Biển Đông có bài viết đăng trên tờ South China Morning Post với tựa đề Trung Quốc và ASEAN có thể làm thế nào để xây dựng nền tảng hợp tác ở Biển Đông. Theo giọng điệu quen thuộc, bài viết đổ lỗi rằng chưa thể hợp tác được ở Biển Đông là vì thiếu ý chí chính trị và bị các thế lực bên ngoài như Mỹ tìm cách can dự. Dù Trung Quốc đã đưa ra một số sáng kiến để phối hợp, thực tế Bắc Kinh đang tăng cường sức mạnh quân sự, hòng kiểm soát Biển Đông. Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại công bố nghiên cứu thực lực tên lửa đạn đạo chống tàu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, viết tắt là ASBM. Theo đó, Bắc Kinh đang thúc đẩy việc phát triển tên lửa đạn đạo chống tàu chiến để đe dọa tàu chiến của Mỹ và nhiều nước hiện diện ở khu vực. Cuối tháng 8 năm 2020, Trung Quốc bắn thử hai tên lửa đạn đạo chống tàu chiến đến Biển Đông, gồm một tên lửa Đông Phong 21 được bắn từ tỉnh Chiết Giang và một tên lửa Đông Phong 26 được bắn từ tỉnh Thanh Hải. Cả hai đều được bắn đến vùng biển giữa đảo Hải Nam với quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và tính chính xác của tên lửa đạn đạo chống tàu chiến, Trung Quốc cần tăng cường hệ thống do thám trinh sát và thu thập thông tin tình báo như một nền tảng dẫn đường và chỉ điểm để tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ Mark Valencia, cộng sự của tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn ở Viện Nghiên cứu Quốc gia của Trung Quốc về Biển Đông đăng bài trên tờ South China Morning Post với tựa đề Cuộc chạy đua Mỹ-Trung về năng lực giám sát Biển Đông có nguy cơ dẫn đến đụng độ không cần thiết. Tác giả Valencia là một chuyên gia thường bị cộng đồng quốc tế liên tục chỉ trích bởi ông thường đưa ra các phân tích đậm chất nguy biển để ủng hộ cho hành vi đáng lo ngại của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong bài viết, ông Valencia đã không ngần ngại khoe rằng nền tảng ISR mà Trung Quốc thiết lập ở Biển Đông có thể giúp Bắc Kinh sớm điều động tàu ngầm hạt nhân để tạo nên một pháo đài trên biển với khả năng răn đe hạt nhân. Như vậy, chính các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông đã thừa nhận Bắc Kinh đang ra sức leo thang căng thẳng, đe dọa hòa bình ở Biển Đông, dù cũng chính là những người này ca ngợi thiện chí của Bắc Kinh tại Biển Đông. Đúng như lời đồn, Mỹ-Trung chính thức đối đầu nảy lửa, quyết đấu một mùa phân thắng bại trên Biển Đông. Tại điểm nóng ở Biển Đông, cả Trung Quốc và Mỹ đều không nhường bộ nhau và nguy cơ hai bên đụng độ quân sự tại đây là điều khó loại trừ. Từ đằng xa, tàu chiến Trung Quốc cảnh báo khu trục Mỹ rằng đây là hành trình nguy hiểm ở Biển Đông. Sau đó, tàu Trung Quốc tiến lại gần một cách nguy hiểm. Trong một vài phút căng thẳng dường như va chạm là điều khó tránh khỏi. Con tàu Mỹ có tên Decatur kéo còi, tàu Trung Quốc không buồn để ý. Thay vào đó, thủy thủ đoàn của tàu này chuẩn bị ném các tấm hấp thu, xung lực lớn để bảo vệ tàu. Một trong các thủy thủ Mỹ nhớ lại, họ chuẩn bị để đợi chúng tôi ra khỏi đường đi. Chỉ nhờ lỗ lực đột ngột mà tàu Decatur mới tránh được va chạm thảm họa vào buổi sáng của một ngày. Nếu tai nạn xảy ra, có thể cả hai tàu đã bị hư hại nặng, khiến thủy thủ hai tàu thiệt mạng. Và nghiêm trọng hơn, sự việc có thể đẩy hai cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân vào một cuộc chiến khủng hoảng quốc tế, theo một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên. Hai tàu tiến sát cách nhau chỉ có 42 mét, sự cố này gửi đi tín hiệu về điều mà các tư lệnh Mỹ lo ngại là một giai đoạn nguy hiểm trong cuộc đối đầu vùng biển này.
Hoa Kỳ hợp tác dầu khí với Việt Nam trong khu vực đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra. Thực tế là tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil và Petro Việt Nam đã ký kết thỏa thuận liên doanh để phát triển dự án phát điện chạy bằng khí đốt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, trị giá tới 10 tỷ USD trước khi Tổng thống Biden chính thức nhậm chức tại Washington. Dự án liên doanh nêu trên được biết đến với tên gọi là Blue World, cá voi xanh, được phía ExxonMobil và Petro Việt Nam ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng John Kerry, nhưng công đầu trong việc xúc tiến dự án này thuộc về Ngoại trưởng Hoa Kỳ đương nhiệm Rex Tillerson. Ông Tillerson là giám đốc điều hành của ExxonMobil trước khi được ông Biden bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự việc tại Biển Đông giữa các nước để gửi tới quý thính giả và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Kính mong quý vị và các bạn theo dõi và lắng nghe tin tức. Xin kính chào và hẹn gặp lại!